Kính chào quý vị khán giả, Minh Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Trao cơ hội nối ước mơ do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp thực hiện cùng với công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Quý vị thân mến, và điểm đến trong tuần này của chương trình đó chính là tỉnh Quảng Bình, quê hương của mẹ Suốt, một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta. Tỉnh Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện. Đường bờ biển dài của tỉnh Quảng Bình có rất nhiều bãi biển đẹp và địa điểm du lịch. Với đường ranh giới tiếp giáp với Biển Đông và có dòng sông Nhật Lệ chảy qua, thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh và được thành lập vào năm 2004. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Đồng Hới đã đạt được rất nhiều những thành tựu to lớn về cả kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh. Quý vị thân mến, hiện tại thì Minh Ngọc đang có mặt tại trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp thuộc tiểu khu 10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Năm 2014, ngôi trường vinh dự được mang tên vị tướng huyền thoại, vị tướng của nhân dân, một nhà giáo mẫu mực, một người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Trường được thành lập vào năm 1996 với tên gọi ban đầu đó là trường phổ thông Trung học Năng khiếu tỉnh Quảng Bình, với mục tiêu là tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về các bộ môn văn hóa. Trải qua quá trình phát triển, trường đã đạt được rất nhiều những thành tựu to lớn và ghi dấu ấn của mình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Năm học 2023-2024, trường có tới 47 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Và bạn học sinh sẽ nhận được học bổng trong số tuần này của chương trình Trao cơ hội nối ước mơ, đó chính là bạn Nguyễn Văn Thương, một học sinh của lớp 12 chuyên lý. Trong thời gian nghỉ hè, em Nguyễn Văn Thương vẫn tham gia lớp bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia môn vật lý của tỉnh Quảng Bình. Trong năm học 2023-2024, dù mới học lớp 11, Thương đã vượt cấp, giành được giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn vật lý và trước đó là giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Ấn tượng của thầy cô và bạn bè về Nguyễn Văn Thương là một ý chí mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Lúc đầu vào thì có hơi bẽn lẽn và tự ti về hoàn cảnh của mình, nhưng mà dần dần sống cùng các bạn ở trong ký túc xá và cũng học tập với các bạn ở lớp chuyên lý thì em hiện giờ cũng rất là tự tin và mạnh dạn, rất là ngoan, chăm chỉ và cũng hòa đồng với các bạn trong lớp. Rất thân thiện và thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong việc học cũng như là thường xuyên tham gia các hoạt động do trường lớp tổ chức và cũng như là các hoạt động thể thao, các hoạt động ngoại khóa. Phía trước Thương đang là năm học mang tính bước ngoặt cho tương lai, nơi chờ đợi em sẽ là những nỗi lo toan khi tiếp tục viết ước mơ trên hành trình chinh phục tri thức và thay đổi cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, nằm cách trường 35 km, gia đình của em Nguyễn Văn Thương nằm tại thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Toàn xã hiện nay còn 55 hộ nghèo, 84 hộ cận nghèo trên tổng số 1.800 hộ. Gia đình của em Nguyễn Văn Thương gồm có 3 người, một người bà đã tuổi cao sức yếu và mẹ thì đau ốm liên miên, gia đình không có sinh kế ổn định. Bố mất do tai nạn từ lúc Thương còn chưa cất tiếng khóc chào đời, mẹ lại không thể lao động nặng sau cơn tai biến. Em và mẹ ở cùng với bà ngoại, năm nay đã gần 80 tuổi. Học xa nhà tại thành phố nên Thương chỉ có thể trở về gặp mẹ và bà vào mỗi dịp cuối tuần. Thu nhập của gia đình em chỉ trông vào 2 sào ruộng và công việc bắt ốc của mẹ là một trong những hộ gia đình cận nghèo với vô vàn những khó khăn tại thôn. Bố qua đời vì do tai nạn thì mẹ cũng từ đó là sinh em ra và hoàn cảnh giống
tinh thần có hơi khủng hoảng nên mẹ cũng có không được bình thường như bao người phụ mình mẹ như bao người phụ nữ khác. Thì xin em ra thì ở với ba ngoài cho đến giờ. Và dù mặc dù cái hoàn cảnh cũng rất khó khăn nhưng mà em thương cũng rất cố gắng học tập. Em cũng đã biết vươn lên giúp đỡ mẹ và trong học tập cũng đạt nhiều thành tích khá là cao. Em là một tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự vươn lên, vượt qua chính bản thân mình dù hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bên cạnh đó thì sẽ là tạo cho gương sáng, tạo động lực cho các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn xã nói theo. Mục tiêu của em là sẽ có giải số ở kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia. Tương lai của em sẽ dự định sẽ phát triển thêm về con đường vật lý của em. Ba mà chịu sống đến ngày hôm nay là cũng nhờ thương học giỏi. Ba thì nói cho đúng ra ba cũng có cái nhiều động viên mô điều này. Thôi cứ cố gắng đi ba học. Đi học cho giỏi thì sau thì coi như nhờ hỗ trợ của các ngành khác giới. Khi nào mình cháu mới có tiền nhờ. Chứ đổi với mà nó không có. Chúc cho ba mẹ có sức khỏe rất dồi dào để có thể sống cùng thương lâu nữa. Một tài năng từ mái nhà nhỏ nơi làng quê Quảng Xá đang ngày ngày bằng ý chí vươn lên những khó khăn thiệt thòi, nuôi dưỡng khát vọng học tập để thay đổi cuộc sống cho gia đình và chính bản thân mình. Với mong muốn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và bà, đây chắc chắn sẽ là nguồn động lực to lớn để Thương cố gắng nỗ lực mỗi ngày tiến lên phía trước. Tương lai phía trước của em vẫn còn rất nhiều những ước mơ, hoài bão to lớn. Xin được chúc cho Thương sẽ luôn luôn vững vàng, bản lĩnh để có thể tiếp tục trên chặng hành trình chinh phục những ước mơ của mình. Dạ, em chào thầy giáo, xin chào các bạn học sinh của lớp 12 chuyên lý ạ. Dạ, xin phép được giới thiệu với thầy cùng với tất cả các bạn, em tên là Minh Ngọc, đến từ chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ. Đây là chương trình an sinh xã hội do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp thực hiện cùng với công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlot thực hiện và được phát sóng ở trên kênh VTC1. Ngày hôm nay thì cá nhân em cùng với cả ekip chương trình rất vui khi có thể được đến lớp 12 chuyên lý của trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp để có thể trao học bổng cho bạn học sinh của lớp mình, đó chính là bạn Nguyễn Văn Thương. Trước tiên thì em xin phép và được giới thiệu về phía nhà tài trợ có đại diện. Xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Thanh Tâm. Về phía ban giám hiệu nhà trường, chắc chắn là những thầy cô giáo đã hết sức quen thuộc với tất cả các bạn học sinh ở đây. Xin được giới thiệu hiệu trưởng nhà trường cô Nguyễn Thị Hải Yến. Xin được giới thiệu phó hiệu trưởng nhà trường cô Dương Thị Hoài Thu. Và tiếp theo chắc chắn là người thầy chủ nhiệm của các bạn học sinh lớp 12 chuyên lý, có thể nói là người cha thứ hai của tất cả các bạn, xin được giới thiệu thầy Trương Đình Hùng. Và cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là bạn Nguyễn Văn Thương. Xin mời Thương sẽ cùng tiến lên sân khấu. Nối tiếp chương trình thì em xin phép sẽ được nhường mic cho anh Tâm để anh sẽ cùng giới thiệu và cùng chia sẻ về học bổng của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ ạ. Lời đầu tiên thì cùng xin kính chào quý thầy cô giáo và cùng toàn thể các em học sinh. Mình xin giới thiệu mình là Tâm, đại diện cho công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlot trực thuộc Bộ Tài chính. Thì hôm nay tại trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, thì Tâm rất vinh hạnh đại diện cho Vietlot trao suất học bổng trong kỳ chương trình thuộc chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ cho em Nguyễn Văn Thương. Hy vọng với cái suất học bổng này thì sẽ góp một phần vào công việc học tập của em, cũng như là tạo cái động lực cho em Nguyễn Văn Thương và các em học sinh còn lại phấn đấu trong học tập, đạt được các cái ước mơ của mình trong tương lai. Xin cảm ơn. Với mong muốn có thể hỗ trợ cho bạn Thương sẽ có thể học hành sẽ tốt hơn này, sau đây thì em xin mời anh sẽ cùng trao cho bạn Nguyễn Văn Thương biểu trưng về suất học bổng của chúng ta. Xin mời các bạn và các thầy cô cùng một tràng vỗ tay ạ.
Bạn Nguyễn Văn Thương là một trong bốn bạn ở tỉnh Quảng Bình của chúng ta may mắn được chương trình trao cơ hội nối ước mơ dành tặng cho suất học bổng này để giúp bạn sẽ cố gắng vượt qua được khó khăn, tiếp tục trên con đường học hành. Với cương vị là hiệu trưởng của nhà trường thì cô có chia sẻ cũng như là có cảm nhận như thế nào về về trường hợp của bạn Thương ạ? Có thể nói rằng là cái học bổng là trao cơ hội nối ước mơ là không chỉ là một cái sự hỗ trợ về mặt vật chất cho em Nguyễn Văn Thương trong hành trình học tập của mình, mà đó là theo tôi còn là một cái món quà vật tinh thần cổ vũ em trong cái hành trình học tập còn rất nhiều khó khăn sắp tới. Và tôi tin tưởng rằng là khi nhận được cái học bổng này, khi được trao cơ hội này, thì Nguyễn Văn Thương, một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi của trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp của chúng tôi sẽ càng tin tưởng hơn những cái giá trị nhân văn, những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời, để nỗ lực hơn nữa trong cái quá trình học tập, rèn luyện, học giỏi hơn nữa và cống hiến được nhiều hơn nữa cho xã hội. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cô. Em cũng rất là mong muốn được lắng nghe những chia sẻ của người thầy chủ nhiệm, có thể nói là người cha thứ hai của các bạn học sinh lớp 12 chuyên lý, và đặc biệt là của bạn Nguyễn Văn Thương. Thầy có chia sẻ cũng như là có cảm nhận gì ạ? Vào trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp thì đã được sự giúp đỡ của nhà trường và các tổ chức ngoài nhà trường, và đến ngày hôm nay thì em đã lên lớp 12, và trong suốt cái thời gian đó thì em đã thể hiện cái nỗ lực vượt khó vươn lên và đã đạt được nhiều cái kết quả rất là đáng trân trọng. Đó là em đã đạt được giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 11. Và ngày hôm nay thì em cũng đang tiếp tục ôn luyện để trong thời gian tới thi chọn vào đội tuyển quốc gia. Và tôi mong rằng với sự hỗ trợ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC nhận được học bổng này thì Thương sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng và gặt hái được những kết quả tốt hơn nữa, không phụ lòng của thầy cô, bạn bè và cả cái mạnh thường quân đã luôn đồng hành và giúp đỡ em trong thời gian qua. Một lần nữa thì em xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành của các thầy giáo, cô giáo của trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Hành trình dài ngàn dặm thì thường bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, và ekip của chương trình trao cơ hội nối ước mơ rất hy vọng rằng suất học bổng của chương trình cũng như là những sự nỗ lực, sự cố gắng của bạn Nguyễn Văn Thương sẽ ngày càng được đền đáp hơn nữa trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới, và đặc biệt là mong rằng Thương sẽ lan tỏa được tinh thần sự nỗ lực cố gắng của mình tới tất cả các bạn học sinh ở trên khắp cả nước. Một lần nữa xin được chúc mừng em. Sau đây thì để kết thúc chương trình thì chị xin phép sẽ được mời tất cả các bạn học sinh của lớp mình sẽ cùng tiến lên phía trên này để chúng ta sẽ cùng chụp kỷ ảnh lưu niệm nhé các bạn nhé. Xin mời các bạn. Trao cơ hội nối ước mơ.